À chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar. Bữa nay là trưa ngày thứ ngày thứ 5 ngày 17 tháng 3 à 2022 anh em. Thì mình à, gói đèn nãy giờ. Nãy giờ mình gói đựng thùng rồi mọi người. Đây. À, gói được một thùng này 6 cái đèn tám à, 80W để gửi tới cho anh lợi ở Bắc Giang ha. Đó, một thùng mình đã đóng ok hết rồi. Mút xốp ở trong mình đã để hết rồi ha. Ở ngoài mình quấn thêm cho nó đàng hoàng, ở dưới mình cũng lót à, cái đế nó một mớ xốp để cho nó an toàn một tí ha. Đó rồi vận chuyển à, à, ra ngoài miền Bắc nha anh em. Nó cũng khá là xa ha. Đó, nói chung là đóng cũng rất là kỹ. Lý do là tại vì đường xa quá đó mọi người. Đó, thùng này rất là dày ok nha. Đấy, anh em thấy không? Thùng mình gói chi tiết ha. Rất là kỹ. Bây giờ thì mình tiến hành gói một cái JDT 300 để gửi chị Trúc ha. Chị Trúc ở Phan Giang Mãn, thị trấn Bến Lức, huyện à, Bến Lức của Long An thì mình ở Châu Thành còn chị Trúc ở Bến Lức nói chung là rất là gần nhau mình gửi thì hy vọng là ngày mai chị Trúc nhận được đèn thôi thì cái GDT 300 này anh em mà thời gian qua mình bán rất là nhiều và mình vừa rồi ngày hôm qua hôm qua ăn kia gì đó mình có nhận được một cái cuộc điện thoại của một ông anh ha ông anh ở quê lúa Thái Bình thì nhân tiện có cái nỗi buồn này thì mình chia sẻ với mấy anh em luôn là buồn lắm mọi người mình ở Long An mà gửi cái đèn ra tới ra tới Thái Bình là đâu có đơn giản đâu đúng không? Tiền ship mình cũng đã trả rồi. Nói chung là rất là 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 căng mà từ Long An mà cái cái đèn mà vận chuyển ra được tới miền Bắc là rất là khó khăn. đó mà ra tới ngoài thì nó như thế này nè anh em. Do nhân viên bưu điện ấy, người ta hơi mạnh tay đó. đó. Người ta quăng mạnh quá đi. Cái cục pin trong đây nó bị ruột ra và nó có va đập vô cái tấm kính này anh em. Tấm kính này ha làm cho nó bị lủng một lỗ tấm kính thì mình mới năn nỉ anh đó là cứ nhận đèn và thanh toán bảy em rưỡi đi rồi bảy uh, em rưỡi với phí ship đi rồi mình sẽ gửi cái chá ra uh, để thay ha cái vấn đề thay này thì rất là đơn giản mọi người tại vì ta chỉ cần uh, ta chỉ cần này bảy cái này lên nè. bảy cái này lên bảy này, này lên lấy miếng kính này ra và thay cái chá này thôi anh em nó rất là đơn giản thôi đó mình năn nỉ anh nó bây giờ nếu mà anh hoàng á thì miền bắc mà hoàng vô miền nam á thì đường xá nó xa xôi nó cái hạn trở về em thì nó nó cũng không có còn tốt nữa với lại cũng đã khui thùng rồi tại vì mình quấn rất là nhiều mốt anh khui ra là mình sợ anh đóng ngược lại để hoàn hàng á mọi người đóng không có bạn không có tốt như mình cho nên là hàng về tới mình á nó không có ngon nữa và anh nó là nặng nặc là không chịu mọi người đó mình rất là buồn luôn ha cái thứ nhất là món hàng nó chẳng có bao nhiêu tiền cả đó anh cứ nhận hàng đi rồi mình gửi cái trái ra rồi thay rồi vẫn là một bình thường thôi đâu có gì đâu anh nặng nặc là không chịu anh nói hàng như vậy là không nhận rồi này kia dùng những cái lời lẽ rất là quyết tâm ha nói chung là lòng tin của con người bị cái gì tha mất rồi anh em ha cái lòng tin là không anh không có chút lòng tin nào với mình hết và cũng chẳng có một chút lòng tin nào với với cái người bán hàng ở trên YouTube bán 3 năm nay rồi anh em mà chẳng có một chút lòng tin mình đang nỉ anh luôn anh cứ nhận hàng đi anh thanh toán đi em gửi cái cái chá qua cho anh anh, anh thay mà anh nặng nặng không cuối cùng là hoàng mà như anh em biết những cái món hàng mà hoàng về là nó te tua lắm nó không có còn như là đẹp như ban đầu mình hoàng về là mình dục luôn á chứ mình không có bán ai được nữa hết trơn đó. Đó, đó đó mình treo nhà mình đồ chơi rồi chứ mình không bán được nữa đó, rất là đau mọi người đấy và mình gửi trái ra cho anh thay mà anh cũng không muốn nữa đó cũng nặng cũng nặng nói chung là Ừ, rất là là căng ha đặc biệt là mình vận chuyển ra bắc nó nói chung là mấy anh em bắt thông cảm nhận giùm mình ha đường xá xa, xa xôi đó nếu hoàn trả rất là mệt mỏi đó nó hư hàng hết à, có hư hao gì thì mình sẽ khắc phục ha ví dụ như có cục pin nó lỡ ruột thì bể cái chá này mình thay cái chá cho anh em có gì đâu còn cục pin nó ruột thì nó cứ nằm đó khi anh em treo lên cục pin nó có ruột nữa nằm trong đó thì cũng đâu ảnh hưởng gì đó mình xài mình hiểu ha anh cứ nói là này nó kia ừ bây giờ anh nhận rồi mấy mốt em không gửi trái ra rồi anh phải làm sao nói vậy mình chẳng còn chút uy tín nào mọi người đó cái kênh mình lập ra cũng rất là nhiều ngày tháng mình bán rất là nhiều và mình cũng bán hàng hôm nay năm thứ ba rồi ha đó thì anh coi anh cũng đã biết cái kênh rồi mà nói chung là lòng tin giữa người với người với nhau không còn nữa mọi người thôi mình có một chút chia sẻ với anh em chút xíu vậy thôi ha chứ còn vấn đề mua trên mạng thì anh đề phòng là cũng phải thôi đó. nói chung là hơi buồn kể thôi chứ còn trách là trách không được ha nói chung là rất là buồn luôn nha mọi người đã giữa giữa những người đã quen biết đã nhắn tin zalo với nhau đã hiểu nhau ha. rồi mà không có một chút nào trao lòng tin với nhau đó thì bây giờ mình trở lại với cái gdt 300 w của mình đang bán cho chị trúc ha ở thị trấn bến lức thì mình uh sẽ cố gắng gói thiệt là kỹ để tránh những cái tình trạng như là ruột cục pin ra tại vì cục pin bây giờ nó không có ruột mọi người bây giờ nó không có ruột đâu đó tại vì người ta dán keo trong đó rất là chắc luôn á sản xuất dán mà gdt chính hãng anh em hàng zinian chính hãng mà nó dán đó, nhưng mà khi mà ra bưu điện mọi người nhiều khi có một cái đèn mấy anh bưu điện vận chuyển anh quăng thôi ảnh ảnh mấy ảnh không biết được đào tạo như thế nào mình cũng chả hiểu không biết trong đó nó có như thế nào có quy định quy chế hay không ảnh cầm nguyên thùng thì anh phải kia cái ha thì nó rất là dễ xảy ra vụt pin ra mọi người đấy đó mình nói nói vậy mình trách mấy ảnh thì cũng không được nghề nghiệp mọi người mỗi biết thôi đấy thì nó vụt ra đập vô cái miếng kiến nè nó gây bể kính ha và không phải là mấy anh bưu điện không mình thấy mình vận chuyển ở đâu cũng vậy giờ mấy anh bỏ tập quá ở tiệm luôn kia ha, mấy anh nhẹ nhẹ tay cho anh em tôi bớt khổ ha chứ còn kinh doanh bán hàng mà cứ vậy không là chết luôn bán chết luôn đó mọi người ha thì bây giờ mình trở lại cái này nè Thứ nhất là cái CDT 300 thì anh em an tâm này ha. Tấm pin là 25W nè, an tâm rồi chỗ là hôm nay ta mua nhiều lắm anh em. Cho nên hàng này mua không có bao giờ mà thất bại đâu mọi người. Đấy, đây, đây có cái giấy giới thiệu đây, mình để đây để lát nữa quên. Đó, tấm pin 25W nè, bộ pin lưu trữ là 26A giờ ha. 26A giờ. 400 con SMD 2835 ha. Đó, chá vẫn ok. Đó, chá rất là trong suốt của Zinian ha. Một miếng kính, một miếng kính miếng kính này được giấu vào trong cho nên nó rất là hạn chế bể vỡ luôn nó nhưng mà cái cục pin nó văng ra nó bể cái 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 cái, cái chá mọi người đó là một cái tai nạn rồi là không mong muốn ha bể vỡ hàng do vận chuyển là cái chuyện không có bồi thường được mọi người bưu điện người, thì theo bó nó không bồi thường cho ông ta rất là rất buồn cái khoảng đó cộng dây sạc thì cộng dây này dài khoảng 4-5 mét nữa, anh em dây này có nhỏ hơn cd là một chút ha thì bà chị cũng hỏi rất là kỹ do bà chị cũng chưa có rành về cái đèn á cho nên bà chị hỏi rất là kỹ luôn và quyết định lấy thử một cái xài cả như thế nào ha thì anh em nào muốn đẳng cấp cao hơn thì cứ lấy xin ăn loại một còn anh em muốn uh, giá cả hợp lý thì lấy xin loại hai này nha Đó, đèn này vẫn rất là sáng nha mọi người anh em ai mua đèn cũng hỏi sáng hôm sáng hôm thì anh em có thể coi những cái video ban đêm của mình để biết ha đèn rất là sáng mình test cho anh em xem Đó, rất là sáng nha mình bán lúc nào mình nói rất là sáng hết trơn tại những cái đèn mà nó không sáng mình không có bán anh em mình chỉ bán những cái đèn nó sáng thôi đó cho nên anh em cứ gọi là là, là an tâm những cái đèn mình bán nha đấy về anh em cấm vô mà anh em bấm nút auto mà nó cháy cháy chớp chớp vậy nè có nghĩa là ta đã cấm thành công ok nha đã sạc ok rồi ở việc còn lại là bấm on nó để thử thôi còn anh em muốn mà tự động thì bấm nút auto ha ba giờ năm giờ thì anh em biết rồi ha đấy đèn ok đấy. mình sẽ gửi video này qua chị trúc để chị trúc xem để uh, tham khảo nha đấy đèn gdt 300 ha giá 750 ngàn chưa bao vận chuyển nha anh em vận chuyển thì chắc non non 80 ngàn đây bên lứt thì không có xa tiền vận chuyển khoảng dưới 50 ngàn mọi người à, đèn rất là sáng ok ha bảo hành 2 năm chính hãng nha anh em Đấy, anh em nào mà à, yêu thích những cái đèn này thì liên hệ mình qua Zalo 076 687 4311 đó anh em nào mà yêu thích kênh mình Tây Solar nhớ cho mình cái đăng ký kênh nha anh em bây à, giờ mình tiếp tục à, đóng thêm à, 80W hồi nãy đóng rồi thùng nè giờ mình đóng thêm thùng nữa có anh kia anh mới đặt thêm bốn cái nữa ha rồi mình giờ mình gói cái này nữa nè để gửi cho ông à, bà chị mình cho nó kịp à, chiến chuyến à, chiều nay rồi ha đó nói chung là rất là tranh thủ mới kịp anh em chứ không không ấy là không kịp tại vì con mình mình đóng hàng thôi thôi xin chào anh em hẹn gặp anh em ở những cái video lần sau đó anh em nào đam mê mua đèn cứ liên hệ qua zalo 076 687 4311 ha còn anh em nào mà yêu thích kênh nhớ cho mình đăng ký kênh nha anh em rồi chào anh em hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha